Ngày 25 tháng 5, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn, quận 7, khai mạc diễn đàn và hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2023 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương. Đây là dịp để doanh nghiệp cọ sát, nắm bắt xu hướng xanh của thế giới để có định hướng đầu tư cải tiến chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng quốc tế. Sự kiện nhận được đăng ký của khoảng 3.000 lượt khách nước ngoài, trong đó có 273 đoàn khách doanh nghiệp từ 70 quốc gia vùng lãnh thổ như Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ tham gia tìm hiểu sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp, đi thực tế nhà máy sản xuất, kết nối giao thương. Hội chợ xuất khẩu thu hút hơn 200 doanh nghiệp trong nước tham gia với 178 gian hàng.